Tiếng Trung.vn xin chào các bạn. Ngày hôm nay Tiếng Trung.vn sẽ đến với các bạn thông qua chủ đề Tiếng Trung hỏi đường. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Một số mẫu câu hội thoại điển hình khi chúng ta muốn hỏi đường một ai đó có thể nói như sau. 我要走河内邮局，要坐几号线车？ Tôi muốn đến bưu điện Hà Nội thì ngồi tuyến xe số mấy? 坐02号车, ngồi tuyến xe số 2. 要在哪边下车? Muốn xuống xe thì xuống xe ở bên nào? Lái Đoàn Linh Chia xe chưa? Chi suy dẫu ở Bái Mã. Đến phố Nguyễn Lợi thì xuống xe, sau đó đi bộ tiếp khoảng 200 thước. Chỉ quân, ủa sẵn tạo nông nghề yến kháng dẫn mất dẫu. Xin hỏi tôi muốn đến ngân hàng nông nghiệp thì đi như thế nào? Đây cũng là một mẫu câu phổ biến khi bạn muốn hỏi đường. Chi yến kháng dẫn mất dẫu, đi ngân hàng đi như thế nào? Chi yếu chú dẫn mất dẫu, đi bưu điện đi như thế nào? Nì y chú dẫu tao hùng lưu tông xăng chúa quải. Anh đi đến chỗ đèn đỏ rồi rẽ trái. Rẽ trái có thể nói là xăng chúa quải hoặc là xăng chúa dẫu. Lý chưa yuẩn mà, có xa không? Hoặc nói là lý chưa yuẩn bù yuẩn. Khẩn yuẩn, rất xa. Bù yuẩn, không xa. Khẩn chinh, rất gần. Bù chinh, không gần. Ta yuê dấu ủ phân trung, đi mất khoảng 5 phút. Ủa dài ná lỉ xe chưa? Tôi xuống xe ở đâu được nhỉ? Dài bấy khải cung nguyên trạng, ở trạm công viên Bắc Hải nhé. Xe xe, chưa lái lần dài chen. Cảm ơn, xe đến rồi, tạm biệt. Bù khờ chỉ, không có gì. Dài chen, tạm biệt. Nǐ hǎo, xin chào. Nǐ néng gào shù wǒ, wǒ xiànzài zài nǎ lǐ ma? Anh có thể cho tôi biết hiện giờ tôi đang ở đâu không? Zài dōng wù yuán fù jìn, ở gần vườn bách thú. Zhè tàng chè qù bù qù běi hǎi gōng yuán? Chuyến xe này có đi đến công viên Bắc Hải không? Yīng gái qù de, có lẽ là đi đấy. Zhè biān hǎi shì nà biān, bên này hay là bên kia? Qù Tiānànmén zài nǎ lǐ xiè chè? Đi Thiên Môn thì xuống xe ở đâu? Tào tràn, xin cao sù ở. Tào tràn là đến bến xe. Xin cao sù ở, hãy báo cho tôi nhé. Chưa thẳng chưa tào bài khua công sư mà. Chuyến xe này có đến công ty bách hóa không? Bài khua công sư là công ty bách hóa. Vậy muốn nói cửa hàng bách hóa chúng ta sẽ nói là gì? Bài khua sang tiền. Xiang chén dẫu là đi về phía trước. Xiang yêu quải là rẽ phải. Thì rẽ trái sẽ là xiang chúa quải. Chưa sư sấm mất đi và đây là nơi nào? Chỉ quần dấu chú xe nọ. Xin hỏi bưu điện ở đâu? Khi hỏi về địa điểm các bạn nhớ uốn lưỡi lên nhé. Xe nọ ở đâu? Chi Yà Châu Yín Kháng Dấm Mơ Dẫu, đến ngân hàng châu Á thì đi như thế nào? Chờ Phu Chinh Dấu Phan Tiên mà, gần đây có quán ăn nào không? Ná lì dầu thín chưa chẳng, ở đâu có bãi đỗ xe nhỉ? Chẳng sư trung xin là trung tâm thành phố. Quảng chúa quải là rẽ trái. Quảng yêu quải là rẽ phải. Quảng chén dầu là đi thẳng. Tuê miên là đối diện. Ví dụ muốn nói là bưu điện cách trung tâm thành phố không xa, bạn cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái. Ở phía đối diện công viên chính là bưu điện thành phố, thì có thể nói là Yǒu qú lí chéng shì zhōng xīn bù yuán, nǐ yī zhí wǎng qiān zǒu, ràn hǒu wǎng zuǒ guǎi. Gōng yuán de duì miàn jiè shì yǒu qú. Tương tự chúng ta sẽ có hǒu miàn là phía sau, qiān miàn là phía trước, páng biàn là bên cạnh. Chưa tràn là bến xe. Ví dụ muốn nói phía sau của bến xe chúng ta có thể nói là chưa tràn ở hậu mền. Phía trước của bến xe nói là chưa tràn ở chén mền. Bên cạnh, phía bên cạnh của bến xe ta có thể nói là chưa tràn ở hàng biên. Sứ tư lù khẩu là ngã tư. Vậy ngã ba chúng ta có từ gì? Chúng ta sẽ có từ là tinh tư chia. Hồng lưu tông là đèn giao thông, chính là đèn xanh đèn đỏ. Y bái mỉ là 100 mét.
Mì đơn vị đo lường của mét. Y cung lỷ, cung lỷ là km, y cung lỷ là 1 km. Như vậy là tiếng Trung.vn đã cung cấp cho các bạn một số mẫu câu hội thoại và từ vựng để các bạn có thể hỏi đường nếu chẳng may chúng ta bị mí lù, phải không nhỉ? Vậy hẹn gặp các bạn ở các chủ đề sau nhé. Zaijian.